Hello và xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Và lại là mình đây. Và trong video hôm nay, mình muốn mang đến cho các bạn một gameplay về một loại vũ khí mới mình mới nhận được ở trong sự kiện tìm thùng nha. Và các bạn nhìn qua xưởng bên ngoài này của mình thì các bạn cũng biết được đó là loại vũ khí nào đúng không? Nhưng mà nếu thực sự mà chỉ nói nhìn vào mắt này thôi nhưng mình không nói ra thì các bạn rất là khó để biết được đó là vũ khí nào. Và vũ khí mà đang là đến đó chính là pháo xoáy 10 nha. Đây, trong ngày hôm nay mình đã cố gắng để nâng nó lên level 6 rồi. Level 6 mà nó mới 3 sao. Lúc mình mở là nó 3 sao, level 1 và mình cố gắng để nâng nó lên level 6. Thì ok, đây mình sẽ soi cho bạn nha. Đây là skin tìm thùng một quả pháo xoáy 10, mình đã mở nó ở đây. Và mình không rõ là cái này nó thay đổi hay là như nào nữa. Sau khi mình mở xong pháo xoáy 10 là nó sẽ mở bằng một cái từ khóa ticket như này, hình chữ S nha. Chứ lúc trước là nó mở 600 icon là một nhấn nhấn này, hai lần nhấn là 1200 icon. Mình chỉ cần tốn 1200 icon là có thể sở hữu được cái vũ khí pháo xoáy 10 với độ hiếm là độ hiếm sử thi nha. Thì các bạn hãy đến cái vũ khí sử thi năng lượng 10 khác là vòng cung 10 này, giá nó cũng là 2600 icon đấy. Và để nói vũ khí năng lượng 10 mà độ hiếm sử thi như này có giá là 2 vòng quay thì cũng tùy vào cái nhân phẩm của mọi người nha. Có thể là 3 vòng quay đi thì bạn mất có 1800 thôi. So với cái vòng cung 10 kia thì nó cũng khá là rẻ nha. Được rồi, và để kiểm chứng cho cái sự việc gọi là nó có mạnh hay không ấy, và cũng như là đầu video nhà nó màu mè gì đó thì hãy đến ngay phần gameplay để xem nó có thực sự như vậy không nha. Được rồi, let's go. Và đây sẽ là cái map băng này. Đây, cái map này là có 5 con mốc này, nó cũng khá là rộng đấy, cũng như là có khá là nhiều chỗ để của mình có thể nấp, có thể bắn cầu vòng qua. Và cái việc mình nói là hãy màu mè và tư duy ấy, thì các bạn thường bắn pháo xoáy thấy được đâu là bắn không, mà để bắn những cái vũ khí pháo xoáy này là đi lâu trời, đi trời mình nói là mình là pháo xoáy như không lao thôi. Bạn phải cố gắng bắn làm sao để cho bắn vào hông hông thì như các bạn đã biết là nó sẽ tăng lên 1.5% sát thương, còn bắn vào đằng sau nó nhân 2 thì bạn cố gắng bắn chéo chéo một xíu để có thể bắn được phần hông như là phần đằng sau nha. Đoạn này thì mình hơi liều sử dụng lên đây này. Đó, mình có thể giết được con em đi. Khi mà bắn thẳng như vậy thì nó sẽ bắn về đằng sau nha. Vì rồi, cũng có một bạn dùng phóng lao khác, bạn bắn mình rất là đau đây. Và mình đã xem được bạn ấy rồi. Đấy là kill shot nha. Và dùng hai cái phóng lao 6 nhưng mà 5 sao. Sự là năng lượng nó cũng không quan trọng mấy đâu, chỉ là cái độ sức mạnh của vũ khí của bạn có cao hay không. Vâng, đoạn này mình chỉ có rất ít máu nên mình làm rất di chuyển rất là nhiều nha. Dùng khả năng dash, mình cứ lên công diện này thôi. Đấy, cố gắng bắn chéo chéo này, bắn vào sau của con Stalker và sát thương nhân 2. Ui, một cái đao nữa để thêm một con Shadow. Rất là căng cái tình huống này. Trận này mình cũng hơi lắc lắc một xíu này. Để mình cố gắng bắn chích chích ra đây này. Đấy, vẫn được nha. Đi, di chuyển liên tục kẻ thù mọi nơi luôn. Lượng máu của mình cũng rất là thấp, rất báo động đây. Cố gắng bắn chích chích một xíu này. Đây là con kinh nghiệm nha. Vâng, mình chưa thể giết được nó bởi vì vũ khí mình vẫn level hơi yếu. Xem nào, mình mất khóa mục tiêu rồi, cố gắng tìm một mục tiêu mới nào. Tổng quan nào. Rất tiếc bạn đã dùng tên lửa. Ok, không sao, đến một trận mới nào. May quá là trận này mình vẫn còn win được đấy, là sự lật kèo pha đấy nha. Đây, đây chính là bạn Killshot mình đã nói ở đầu cái trận đấu này. Bạn dùng phóng lao 6 rất là mạnh đấy, 5 sao nha, không phải là 3 sao, 4 sao đâu. Ok, đây là một map mà mình rất là thích này, vì nó rất là rộng cũng rất là hợp cho vũ khí cối cũng như là vũ khí pháo xoáy và phóng lao mình đang sử dụng. Rồi, lên chấm cột mốc đầu tiên. Xem có kẻ thù nào đi qua phía bên trái không. Có nha, có nha. Không được rồi nha, vẫn thiếu sát thương mọi người. Nghĩ là mình sẽ dash qua bên đấy này. Đấy là con Orion mà mình có thể tự tin dash được. Đó, lại thêm một con Shadow nữa. Shadow nào. Mình nghĩ mình sẽ dash thêm một cái nữa nha. Thôi mình dùng pháo xoáy đi cho nó an toàn hơn, bởi vì bên kia mình có lại thêm một con Shadow nữa này. Vì kẻ thù rất là nhiều ở đây, hai bên nha. Và mình phải vừa rút vừa tấn công như này. Nếu như mình chỉ đứng một chỗ luôn ngay ấy, thì chắc chắn là kẻ thù có thể giết ngược lại mình. Mình phải vừa di chuyển vừa tấn công, kết hợp cả hai, như thế mà tăng được cơ động cho con Killshot. Và khi bạn dùng đao để bạn có thể nghe được sát thương. Bạn thử nào.
Sát thương vẫn còn phóng qua đằng sau nha. Và nó sát thương ấy, nó sẽ chạm đến phần đằng sau và sát thương vẫn được nhận hàng. Sát phần này mình rất là tiếc này, mình không ăn được con xe trên đường. Mình bị mất khóa mục tiêu rồi. Đó là con nhện nha. Con thử, nhưng mà nhện rất là may mắn và nó đã, con boss nó đã nấp ở trong bức tường. Bạn đi xuống cối này. Đây, một dash. Mình nghĩ mình sẽ ra chiếm con bông này. Ủa không, cối kìa. Cối. Mình biết mà. Mình không có nhện nữa. May mắn là trận này vẫn là kèm với muốn nha. Mình muốn chia sẻ các bạn những vài lúc mình khá là buồn cười. Là nhiều lúc mình đi quay video không? Mình bận đi rồi mà mình quên mình nhấn quay. Thế là cả trận đấy mình có một mình luôn. Rất là tiếc. Và trong video mình làm gameplay về Qsoft này cũng có vài trận mình quên nhấn. Và lần cuối nhấn đấy mình chơi dẫn 2 trận nha. Nó một mình. Rất là buồn cười nha. Trận này chúng ta cũng có một con Qsoft phóng lao 8 nữa, rất là hợp với mình hiện tại này. Và bạn ấy đã là chiếm cú mốc của đối thủ rồi. Mình cũng sẽ đi theo để cho chấm nhanh hơn nha. Mình chưa có cơ hội nắm được. Mình đã rất là chú ý. Mình đi xung quanh để tìm kiếm mục tiêu này. Nhưng mà mọi người ở khá là xa này. Để chiếm luôn cột mốc trung tâm nha. Như vậy là mình đã đủ được 3 cột mốc rồi. Mình đi vòng quanh nhưng mà chưa thấy được ai cả. Đây. À đâu. Mình định kết quả nhưng đó là một con sa đầu nó bật thân hình lên nhưng mà mình không thể nào bắn được. Có một bạn khác, bạn đang muốn chiếm cột mốc của mình. Và chắc chắn là mình sẽ phải bắn rồi. Đấy là con sa đầu nha. Vâng, với những con sa đầu màu yếu, những con Lancer ấy, thì mọi người cũng có thể tự tin bắn thẳng vào. Bởi vì máu của những con mech đấy nó thường rất là yếu thôi. Mọi người có thể tự tin khai hỏa nha. Đây chúng ta có Seteo, một con Panther. Những bắn này, Seteo đang ngang hông ra nhưng mà những bắn sát thương nó vẫn chưa đủ để kết thúc được con Seteo. Nhưng rất may mắn rằng đồng đội của mình đã giúp đỡ. Đây, một con Panther. Wow, sát thương so với con Sentinel thực sự là rõ rệt luôn mọi người ạ. Xem nào, mình sẽ đi ra đây tiếp nha, di chuyển liên tục để tìm kiếm mục tiêu, cũng như là khi bạn khai hỏa xong ấy mà bạn được yên một chỗ thì nó thực sự rất nguy hiểm vì kẻ thù có thể biết được vị trí của bạn và họ sẽ giết ngược lại bạn. Nghĩa là mình dùng pháo xoáy này để tiêu diệt này. Đây đây. Wow, thực sự rất là bất ngờ khi mình sử dụng vũ khí pháo xoáy này, là cái tầm cao của nó bắn được rất là cao nha. Đúng là xa và xôi giống như người ta đặt tên cho vũ khí pháo xoáy. Chuyện gì vậy? Rất là lạ nha. Bạn có thể để ý rằng không có một bất cứ một cái gì nó báo hiệu cho mình đang có cối tới đây. Nhưng mà trận này mình sẽ không tắt đâu nha, bây giờ bạn chơi. Đấy, bạn thấy mình cái gì không? Zephyr dùng kỹ năng EMP xung kích. Nhưng mà mình không bị vấn đề gì cả. Đó là vì sau khi bạn đặt một con robot ở một cái cứ điểm nào đó ấy, thì robot của bạn sẽ được một khoảng thời gian là miễn tất cả sát thương cũng như là miễn các hiệu ứng. Cho nên trong thời gian đấy bạn chưa cần phải khai hỏa ngay. Bạn cứ cho kẻ địch của bạn khai hỏa cũng như dùng kỹ năng trước đi. Và trong thời gian đó bạn không bị bất cứ một cái hiệu ứng bất lợi nào cả. Bạn cứ yên tâm nha. Và cái thời gian mà không chịu sát thương ấy, mình chưa thử nó là bao nhiêu nhưng mình nhớ khoảng tầm là trong 3 giây. Trong 3 giây đấy bạn hãy cố gắng công sát thương người kẻ thù cũng như là cố gắng khai hỏa lại. Bạn đừng đợi thời gian quá là lâu. Bởi vì mình không nhớ rõ nó là bao nhiêu nhưng chắc tầm chỉ 3 giây thôi. Nhưng các bạn để nhiều giây sau nữa là cái miễn sát thương này nó sẽ hết nha. Và bạn không khai hỏa kịp lại thì chắc chắn bạn sẽ bị thua ngược. Đây, mình rất mong là mình được MVP. Ok, video này mình sẽ kết thúc ở đây nha. Được rồi, tạm biệt mọi người, bye bye.